bà Trương Thị Mai vào tứ trụ là nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên hay nữ chủ tịch quốc hội thứ hai. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, khi sóng gió chính trị dấy lên tại Việt Nam vào đầu năm 2024, một cái tên nổi bật đã xuất hiện trong danh sách các ứng cử viên tiềm năng cho các vị trí lãnh đạo cao nhất của quốc gia, bà Trương Thị Mai. Với bề dày kinh nghiệm trong các cương vị lãnh đạo và sự nghiệp phục vụ quốc gia, bà Mai không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng mà còn với giới quan sát chính trị. Trong bối cảnh hiện tại, khi Việt Nam đang chuẩn bị cho các đại hội đảng các cấp và đứng trước nhiều thách thức cả trong nội bộ lẫn trên trường quốc tế, việc lựa chọn một nhân vật lãnh đạo có khả năng đoàn kết và dẫn dắt là hết sức cần thiết. Bà Trương Thị Mai với lịch sử phục vụ lâu dài và thành tích ấn tượng có phải là lựa chọn thích hợp để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của đất nước và đảm nhiệm vai trò nguyên thủ quốc gia hay thậm chí là nữ chủ tịch quốc hội thứ hai của Việt Nam? Hãy cùng khám phá hành trình và tiềm năng của bà Trương Thị Mai trong việc định hình tương lai chính trị của Việt Nam trong những năm sắp tới. Tình hình chính trường Việt Nam 4 tháng đầu năm 2024. Nửa cuối tháng 3, ông Võ Văn Thưởng từ chức khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Chiều ngày 20 tháng 3, sau cuộc họp bất thường của Trung ương Đảng, ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội khóa 15, đã thông cáo về chương trình của kỳ họp bất thường lần thứ 6 của Quốc hội khóa 15 vào sáng ngày 21 tháng 3. Theo ông Cường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định tổ chức kỳ họp này nhằm xem xét các quyết định liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Trước đó, trong chiều cùng ngày, Trung ương Đảng khóa 13 đã tổ chức một cuộc họp bất thường và thống nhất cho phép ông Võ Văn Thưởng từ bỏ các chức vụ của mình, bao gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh cho nhiệm kỳ đến năm 2026. Các cơ quan liên quan đã được Bộ Chính trị chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định đối với việc bầu và miễn nhiệm các chức danh này theo chủ trương của Trung ương Đảng. Do đó, một trong những nội dung chính tại kỳ họp bất thường thứ 6 là xem xét việc miễn nhiệm ông Võ Văn Thưởng khỏi các chức danh nói trên. Bên cạnh đó, ông Võ Văn Thưởng cũng đang là đại biểu Quốc hội khóa 15 tại thành phố Đà Nẵng. Một vị trí cũng sẽ được thực hiện quy trình miễn nhiệm theo đúng quy định của Quốc hội. Theo thông báo từ Văn phòng Trung ương, vào chiều ngày 20 tháng 3, ông Võ Văn Thưởng, một cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, người đã được đào tạo và trưởng thành từ cơ sở và giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng, gần đây đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng phát hiện vi phạm các quy định về hành vi không được phép của đảng viên và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Ông đã giữ các vị trí như Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nơi ông chịu trách nhiệm cao nhất theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước. Các vi phạm và khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã tạo ra một luồng dư luận tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Võ Văn Thưởng đã chủ động nộp đơn xin thôi giữ các chức vụ được giao và xin nghỉ công tác. Lệnh bắt ông Phạm Thái Hà, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, không khỏi khiến dư luận hoang mang. Ngày 22 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã thông báo rằng ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và trợ lý của ông Huệ đã bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo Điều 358 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đây là một trong những diễn biến minh nhất liên quan đến vụ án đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, nơi ông Hà và một số cán bộ cao cấp khác cũng đang bị điều tra. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng và cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Hà. Các hoạt động điều tra đang được mở rộng để làm rõ hành vi vi phạm của các bị can và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Ngày 26 tháng 4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ. Tại đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước,
được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Vương Đình Huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Vương Đình Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Vương Đình Huệ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Điều này có thể khiến các thế lực thù địch lợi dụng chống phá chính quyền, gây bất lợi cho đất nước. Bởi vậy, qua những chuyện thế này, chúng ta cần đặt niềm tin vào pháp luật, vào các cơ quan điều tra, và hơn hết cần đặt niềm tin vào Đảng và sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, quý vị nhé! Gương mặt sáng giá nhất có thể kế nhiệm tứ trụ. Quý vị thân mến, sau sự việc cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ chức, có nhiều luồng thông tin cho rằng bộ máy chính trị nhà nước sẽ được kiện toàn vào cuối tháng 4, nghĩa là thời điểm này là lúc để kiện toàn các vị trí quan trọng trong chính trị. Tuy nhiên, sau khi ông Phạm Thái Hà, trợ lý Chủ tịch Quốc hội bị bắt, có thể việc kiện toàn lại bộ máy sẽ chưa được thực hiện ngay thời điểm này. Vâng, thưa quý vị, như vậy hiện nay tứ trụ Việt Nam đang khuyết tới hai chức danh là Nguyên thủ Quốc gia và Chủ tịch Quốc hội. Và hiện nay, giới quan sát chính trị đang nghiêng về hai kịch bản nhân sự kế nhiệm ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ. Đó là cuộc đua giữa Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, và bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Kịch bản thứ hai là lần thứ hai trong lịch sử chính trường Việt Nam, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ kiêm nhiệm chức danh Nguyên thủ Quốc gia của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Theo điều lệ Đảng, tân Chủ tịch nước phải phục vụ đủ nhiệm kỳ với tư cách là Ủy viên Bộ Chính trị. Nghĩa là các ứng cử viên tiềm năng hiện nay bao gồm các ông Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Và một lựa chọn khác là Đảng phá vỡ các quy tắc của chính mình và đề cử một chính trị gia khác chưa hoàn thành nhiệm kỳ Ủy viên Bộ Chính trị, nhưng có khả năng mang lại sự ổn định cho hệ thống. Nhiều ý kiến cho rằng Đại tướng Tô Lâm đang nắm ưu thế tuyệt đối bởi dấu ấn chính trị của Đại tướng Tô Lâm trên chính trường thể hiện rất rõ nét trong thời gian qua. Bộ Công an đã trở thành thanh gươm sắc lẹm trong cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng và chỉ đạo. Điều này thể hiện tầm ảnh hưởng không chỉ rộng mà còn rất sâu của Đại tướng Tô Lâm trong hệ thống chính trị nước ta. Mặc dù vậy, giới quan sát chính trị lại đánh giá bà Trương Thị Mai đang bám sát Đại tướng Tô Lâm trên con đường tiến vào phủ chủ tịch chứ không hẳn là bị bỏ xa ở phía sau. Thậm chí có những ý kiến nhìn nhận rằng nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì lý do nào đó không nhất trí với đề xuất kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch nước mà định hướng Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét lựa chọn giữa ông Tô Lâm và bà Trương Thị Mai, thì bà Trương Thị Mai nhận được sự tín nhiệm trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư cao hơn ông Tô Lâm. Bà Trương Thị Mai sinh năm 1958, ít hơn Đại tướng Tô Lâm một tuổi. Bà Mai và ông Tô Lâm đều thuộc thế hệ lãnh đạo, được xây dựng làm hệ thống lãnh đạo nòng cốt của Bộ Chính trị khóa 13. Bà Trương Thị Mai từng nắm giữ nhiều chức vụ, nổi bật nhất có thể kể tới là Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và Thường trực Ban Bí thư. Bà Mai là nữ Thường trực Ban Bí thư đầu tiên của Việt Nam. Nếu bà được bổ nhiệm chức vụ chủ tịch nước, bà sẽ trở thành nữ chủ tịch nước đầu tiên. Nếu Đại tướng Tô Lâm gắn bó toàn bộ quá trình công tác của mình với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và chưa từng công tác ở cấp địa phương, thì bà Trương Thị Mai lại trưởng thành từ cấp cơ sở và công tác đoàn thanh niên. Bà có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công. Bà Trương Thị Mai sinh năm 1958, quê quán huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bà Mai là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 12-13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12-13, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
khóa 10, 11, 12, 13. Bà cũng là đại biểu quốc hội các khóa từ khóa 10 đến khóa 15. Trưởng thành từ phong trào đoàn, bà Trương Thị Mai từng giữ các chức vụ là Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, trưởng Ban dân vận Trung ương. Bà xuất thân từ giáo viên trường thực hành cao đẳng sư phạm Đà Lạt, sau đó lên cán bộ tỉnh đoàn Lâm Đồng. Từ năm 1989 đến năm 1991, bà đi học cao cấp chính trị, Đại học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Năm 1993, bà Mai giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Mặt trận Trung ương Đoàn, Phó Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Từ năm 1994 đến năm 1997, bà giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội, thành viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa 10. Năm 1998, bà trở thành Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa 7, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trở thành nữ thủ lĩnh đầu tiên và duy nhất cho tới nay của lực lượng thanh niên Việt Nam. Sau quá trình công tác và cống hiến, đến năm 2016, bà Mai chính thức trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Tháng 4 năm 2021, bà Trương Thị Mai được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, kế nhiệm ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ. Đến tháng 3 năm 2023, bà Mai được giao giữ chức Thường trực Ban Bí thư thay cho ông Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước. Dấu ấn chính trị của bà Mai trên chính trường là không hề mờ nhạt, thậm chí còn rất đậm nét. Khi 40 tuổi, bà Mai trở thành nữ thủ lĩnh đầu tiên và duy nhất cho tới nay của lực lượng thanh niên Việt Nam, sau đó kế nhiệm Thủ tướng Phạm Minh Chính giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và trở thành nữ trưởng ban đầu tiên của Ban Tổ chức Trung ương, cơ quan phụ trách công tác xây dựng và bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp đến là kế nhiệm ông Võ Văn Thưởng, phụ trách điều hành chỉ đạo công tác hàng ngày của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên đảm nhiệm vị trí này. Không những thế, bà vẫn kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Nếu uy tín không cao, không nhận được sự ủng hộ lớn từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Mai hẳn không thể đạt được những điều vô tiền khoáng hậu như thời gian qua. Vậy nên sẽ không quá bất ngờ khi một lần nữa bà Mai sẽ lại đạt được điều vô tiền khoáng hậu, đó là trở thành nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên của nhà nước Việt Nam. Trong Bộ Chính trị sau Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì bà Trương Thị Mai và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là hai lãnh đạo giàu kinh nghiệm chính trường nhất. Bà Mai và ông Huệ đều đã sinh hoạt trong Ban Chấp hành Trung ương tới 18 năm. Nếu tính thời gian thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, thì bà Mai hiện là đại biểu Quốc hội lâu năm nhất chính trường Việt Nam. Theo đó, bà Mai làm đại biểu Quốc hội liên tục 6 khóa, từ khóa 10 đến khóa 15. Tính đến nay, bà Mai đã có tới 27 năm làm đại biểu Quốc hội. Bà Mai có thế mạnh trong các vấn đề đối nội. Bà trưởng thành từ công tác đoàn, nhiều năm tham gia công tác mặt trận Tổ quốc, phụ trách công tác xã hội của Quốc hội và công tác dân vận của Đảng. Vậy nên, nếu để am hiểu và xử lý các vấn đề về đối nội, thì bà Mai là một trong những lãnh đạo phù hợp để giải quyết tốt các vấn đề này. Giới quan sát chính trị đánh giá, sau khi cháy kịch bản nhân sự tới 2 lần cho chức danh nguyên thủ quốc gia, Bộ Chính trị có lẽ sẽ ưu tiên cho phương án nhân sự ôn hòa, không gây nhiều tranh cãi. Với tiêu chí này, thì bà Trương Thị Mai có ưu thế hơn hẳn Đại tướng Tô Lâm. Bà Mai được dư luận nhìn nhận là vị lãnh đạo ít tì vết, có quá trình công tác không gây nhiều vấn đề, phong cách giản dị, thân thiện và gần gũi với đời sống xã hội. Đặc biệt, bà đã có một nhiệm kỳ giữ chức trưởng ban đảng. Đây là một trong những tiêu chí mà giới quan sát chính trị nhìn nhận được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi xem xét lựa chọn cán bộ vào hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt của đất nước. Việc một nữ ủy viên Bộ Chính trị bước chân vào hàng ngũ tứ trụ của đất nước cũng không gây quá nhiều vấn đề trong đời sống chính trị của Việt Nam. Bởi ở Việt Nam, vấn đề bình đẳng giới được nhìn nhận khá tích cực. Việc nữ giới giữ các vị trí lãnh đạo là điều được đánh giá là khá bình thường. Lịch sử chính trường nước ta cũng đã từng chứng kiến bà Nguyễn Thị Kim Ngân trở thành nữ lãnh đạo chủ chốt đầu tiên của đất nước khi bà trở thành nữ chủ tịch quốc hội đầu tiên của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi bà Ngân kết thúc nhiệm kỳ, dư luận có những nhìn nhận khá tích cực về nhiệm kỳ của bà.
Bên cạnh đó, lựa chọn bà Trương Thị Mai cho vị trí nguyên thủ quốc gia cũng là phương án an toàn về chính trị hơn là Đại tướng Tô Lâm. Nước ta bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị cho công tác đại hội đảng các cấp sẽ bắt đầu diễn ra vào đầu năm 2025. Thế nên, sẽ là rất không hay nếu như lãnh đạo đảng ta tạo ra dư luận rằng cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc đấu đá nội bộ trong đảng. Ông Võ Văn Thưởng rời chính trường vì dính líu tới một vụ án kinh tế do Bộ Công an đưa ra ánh sáng. Thế nên, đưa Đại tướng Tô Lâm kế nhiệm ông Võ Văn Thưởng sẽ tạo luồng dư luận không tốt cho sự ổn định của đời sống chính trị Việt Nam. Giới quan sát chính trị cũng đánh giá rằng, khi xây dựng nhân sự cho khóa 13, vị trí Chủ tịch nước là chức danh mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quy hoạch để chuyển giao thế hệ cho khóa 14. Nhưng sự đảm nhiệm vị trí này sẽ ít có khả năng tái cử trong khóa 14 mà sẽ rời chính trường khi kết thúc nhiệm kỳ. Với tiêu chí như vậy, thì ông Tô Lâm không hẳn đã hướng về phủ chủ tịch và chính Tổng Bí thư cũng không hẳn đã ủng hộ ông Tô Lâm ngồi vào. Điều trăn trở duy nhất hiện nay đó là nếu bà Mai trở thành nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Việt Nam về vấn đề nhân sự, kế nhiệm các vị trí mà bà Mai đang nắm giữ sẽ là ai? Nếu bà Mai được bầu chọn làm chủ tịch nước, thì trong bộ chính trị chỉ còn duy nhất Đại tướng Tô Lâm là đủ tiêu chuẩn giữ chức thường trực ban bí thư. Giới quan sát chính trị cho rằng, khó có kịch bản ông Tô Lâm sang phụ trách điều hành, chỉ đạo công việc thường nhật của đảng, mà nhiều khả năng để mở đường cho bà Mai trở thành nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên của đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ cho phép trường hợp nhân sự đặc biệt cho vị trí thường trực ban bí thư. Quý vị thân mến, theo quý vị, ai sẽ là người có khả năng cao nhất nắm giữ chức vụ nguyên thủ quốc gia và chủ tịch quốc hội hiện nay? Hãy để lại bình luận xuống bên dưới để chúng tôi cũng như quý khán thính giả được biết nhé. Chính thức, ông Vương Đình Huệ xin từ chức chủ tịch quốc hội. Quý vị thân mến, ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ như sau. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ theo Ban chấp hành Trung ương đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Vương Đình Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Vương Đình Huệ, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Quốc hội là chức danh do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Do đó, quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Vương Đình Huệ sẽ do Quốc hội tiến hành. Có thể nói, đây là động thái mới nhất của ông Vương Đình Huệ, cũng như là Quốc hội sau vụ việc trợ lý của ông Vương Đình Huệ bị bắt. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định lệnh khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo quy định tại khoản 4, điều 358 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các lệnh, quyết định nêu trên. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thi hành các lệnh và quyết định này. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an
đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Cũng như trường hợp của ông Thưởng, Đảng không nói rõ sai phạm của ông Huệ cụ thể là gì, dính dáng đến Tập đoàn Thuận An đến đâu. Nhưng với quyết định này, nhiều khả năng ông Huệ cũng được cho hạ cánh an toàn như ông Thưởng, tức là sẽ không bị truy tố hình sự. Như vậy, ông Vương Đình Huệ là trường hợp lãnh đạo trong tứ trụ thứ hai bị mất chức chỉ sau hơn một tháng, sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng bị Đảng cho về nghỉ hồi tháng 3, cũng vì lý do tương tự. Trước đó hơn một năm, một nhân vật tứ trụ khác cũng từ chức vì nhận trách nhiệm người đứng đầu là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là điều chưa từng thấy trong một nhiệm kỳ của Đảng Cộng sản. Kể từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, đã có đến 5 trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị rời chính trường, bao gồm Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, các Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và giờ là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Với sự ra đi của ông Huệ, tứ trụ lãnh đạo của Việt Nam giờ chỉ còn hai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính, và Đảng phải tìm người thay thế cho ông Thưởng và ông Huệ. Hiện giờ chưa rõ ai sẽ là người lên thay ông Huệ, nhưng cấp phó của ông Huệ là ông Trần Thanh Mẫn, cũng là một ủy viên Bộ Chính trị nhưng chưa làm hết một nhiệm kỳ. Ông Vương Đình Huệ đã có quá trình thăng tiến rất bài bản, từng là Tổng Kiểm toán Nhà nước, rồi Bộ trưởng Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Hà Nội và cuối cùng trở thành Chủ tịch Quốc hội hồi năm 2021. Vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An hiện đang gây rúng động trên chính trường Việt Nam. Sau khi các chủ tịch, tổng giám đốc cùng phó tổng giám đốc của tập đoàn này bị bắt, hàng loạt quan chức cấp tỉnh cũng đã bị công an bắt. Vụ việc của ông Vương Đình Huệ nằm trong chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nó chứng minh câu nói không có vùng cấm, không có ngoại lệ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là thật sự đanh thép. Nguyên nhân từ chức. Việc ông Phạm Thái Hà, trợ lý thân cận của ông Huệ bị bắt khởi tố có thể là một trong những nguyên nhân khiến ông Huệ phải xin thôi. Đầu tiên cần nói đến mối quan hệ giữa ông Huệ và ông Hà, người được cho là thân tín của ông Huệ. Trước khi làm trợ lý cho ông Vương Đình Huệ tại Quốc hội, ông Phạm Thái Hà từng theo ông Huệ qua nhiều cơ quan. Theo thông tin thì trong thời gian ông Vương Đình Huệ làm Tổng Kiểm toán Nhà nước, từ năm 2006 đến năm 2011, ông Phạm Thái Hà đã là trợ lý của ông. Sau đó, khi ông Huệ trải qua các chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Tài chính giai đoạn 2011-2012, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương giai đoạn 2012-2016, Phó Thủ tướng giai đoạn 2016-2020, ông Phạm Thái Hà vẫn là người trợ lý thân cận của ông Huệ. Kể cả khi ông Vương Đình Huệ chuyển sang làm Bí thư Thành ủy Hà Nội 2020-2021, ông Phạm Thái Hà vẫn theo chân ông. Đến tháng 4 năm 2021, ông Huệ trở thành Chủ tịch Quốc hội, một trong tứ trụ của Việt Nam. Ông Hà cũng chuyển sang làm trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Và chỉ sau đó hơn một năm, vào tháng 5 năm 2022, ông Phạm Thái Hà chính thức được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Như vậy, mối quan hệ thân thiết giữa ông Vương Đình Huệ và ông Phạm Thái Hà là rất rõ. Nếu chiếu theo quy định số 41/TW của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ, ông Vương Đình Huệ có thể đã bị xử lý do những sai phạm của ông Phạm Thái Hà. Điều 7 của quy định này nêu rõ: 1. Miễn nhiệm đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng tiêu cực rất nghiêm trọng. 2. Người đứng đầu lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng tiêu cực thì tùy tính chất mức độ sai phạm để xem xét cho từ chức. 3. Cho từ chức đối với người đứng đầu khi để cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng. Do đó, căn cứ vào khoản 1 điều 7 quy định số 41/TW ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị là miễn nhiệm đối với người đứng đầu khi để cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng tiêu cực rất nghiêm trọng,
thì đủ điều kiện để xem xét miễn nhiệm đối với ông Vương Đình Huệ. Theo luật sư, ngay cả khi cho rằng tội danh mà ông Hà bị khởi tố không phải là tội danh thuộc nhóm các tội danh tham nhũng, thì cũng đủ điều kiện để xem xét miễn nhiệm đối với ông Vương Đình Huệ. Bởi lẽ, khoản 1 điều 7 này không quy định phải xảy ra đồng thời tham nhũng và tiêu cực rất nghiêm trọng thì mới bị xem xét miễn nhiệm. Với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, khung hình phạt lên đến mức chung thân, tức có thể xem là đặc biệt nghiêm trọng. Khung hình phạt của tội danh này lên đến mức chung thân, nên theo quy định thì đây thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Như vậy, có khả năng ông Huệ đã thôi chức vì chịu trách nhiệm người đứng đầu vì sai phạm của cấp dưới là ông Phạm Thái Hà. Trước ông Vương Đình Huệ, đã có hàng loạt cán bộ cấp cao ở Việt Nam xin thôi chức với lý do trách nhiệm người đứng đầu. Ngày 30 tháng 3, ông Võ Văn Thưởng đã xin thôi giữ các chức vụ trong đảng và nhà nước vì đã có những vi phạm khuyết điểm gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân ông. Đầu năm nay, ngày 31 tháng 1 năm 2024, ông Trần Tuấn Anh đã bị cho thôi các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tháng 1 năm 2023, ông Nguyễn Xuân Phúc, người tiền nhiệm của ông Thưởng, cũng đã phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 đồng chí Phó Thủ tướng, 3 bộ trưởng có vi phạm khuyết điểm gây hậu quả rất nghiêm trọng. Trong một bài viết trên VOV có nhan đề Từ chức miễn nhiệm theo quy định 41, giá trị của đạo làm quan, chúng tôi sẽ lấy nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và 2 phó thủ tướng là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam làm ví dụ. Với trường hợp ông Phạm Bình Minh, vào tháng 9 năm 2022, cựu trợ lý của ông Minh là ông Nguyễn Quang Linh đã bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố bắt giam về tội nhận hối lộ hơn 4,2 tỷ đồng trong đại án chuyến bay giải cứu. Ông Nguyễn Quang Linh được bổ nhiệm làm trợ lý cho Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gần 10 năm, từ ngày 31 tháng 12 năm 2013 cho đến khi bị bắt. Vào tháng 4 năm 2023, ông Linh đã bị tuyên 7 năm tù. Thời điểm truy tố và tuyên án ông Nguyễn Quang Linh xảy ra sau thời điểm ông Phạm Bình Minh bị miễn nhiệm, tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, ngay sau khi ông Linh bị khởi tố bắt tạm giam với tội danh nhận hối lộ là một trong tội phạm thuộc về nhóm tội tham nhũng, thì về mặt đảng đã có thể đưa vấn đề trách nhiệm người đứng đầu ra xem xét rồi. Do đó, lãnh đạo trực tiếp của ông là Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có thể đã bị xem xét kỷ luật theo khoản 3 điều 7 của quy định 41, dù đảng chưa từng công bố rõ ràng điều này. Như vậy, trước ông Vương Đình Huệ đã có 4 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 gồm Võ Văn Thưởng, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh bị miễn nhiệm theo quy định 41. Sự nghiệp ông Vương Đình Huệ. Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957 tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13 và là Chủ tịch Quốc hội khóa 13 từ ngày 20 tháng 7 năm 2021. Ông có học hàm học vị giáo sư tiến sĩ kinh tế, nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia. Ông từng là giảng viên, rồi phó trưởng khoa kế toán, rồi phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Từ năm 2001 đến năm 2013, ông Huệ đảm nhận các chức vụ như làm phó tổng kiểm toán nhà nước, bộ trưởng tài chính. Ông Huệ là trưởng ban kinh tế trung ương giai đoạn 2012-2016. Tại đại hội đảng 12 vào tháng 1 năm 2016, ông được bầu vào Bộ Chính trị, nhóm các nhân vật quyền lực nhất của Việt Nam. Sau đó, vào tháng 4 năm 2016, ông Vương Đình Huệ trở thành Phó Thủ tướng Chính phủ dưới thời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tháng 2 năm 2020, khi ông Hoàng Trung Hải bị kỷ luật, Bộ Chính trị đã đưa ông Huệ về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tại đại hội đảng thứ 13, ông Huệ tiếp tục vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị khóa 13. Tới ngày 31 tháng 3 năm 2021, ông Vương Đình Huệ chính thức trở thành tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Tính từ khi thành lập nước đến nay, ông Vương Đình Huệ là người thứ 12 đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội hoặc tương đương. Người có thời gian đảm nhiệm vị trí này ngắn nhất là ông Nguyễn Văn Tố, sinh năm 1889, mất năm 1947, 252 ngày.
từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 8 tháng 11 năm 1946. Nếu việc miễn nhiệm được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 tháng 5 năm 2024, ông Vương Đình Huệ là Chủ tịch Quốc hội có thời gian đảm nhiệm cương vị ngắn thứ hai trong lịch sử với hơn 3 năm giữ chức vụ này. Còn nhớ vào ngày 22 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từng có bài phát biểu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Trung ương về phòng chống tham nhũng, xây dựng các cơ chế, quy định để phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm, cục bộ hoặc nghiêng về tạo thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước mà thiếu sự đồng hành với người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đánh giá cao sự phối hợp đồng hành giữa các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan trình rất chặt chẽ, không phân biệt quyền anh, quyền tôi, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đến lần trình Quốc hội thứ hai thì đổi vai hay không đổi vai, cơ quan nào chủ trì báo cáo Quốc hội cũng không còn quan trọng nữa. Chức trách nhiệm vụ của cơ quan trình, cơ quan thẩm tra vẫn rành mạch, quan điểm vẫn giữ vững, nhưng các cơ quan cộng đồng trách nhiệm với nhau, cùng nhau thảo luận, xem xét kỹ lưỡng đến cùng. Lãnh đạo chính phủ, các bộ trưởng hết sức tích cực, dành nhiều thời gian hơn cho công tác xây dựng pháp luật, không còn tình trạng giao phó, giao cho cấp phó như trước đây nữa. Do đó, chúng ta phải tiếp tục cơ chế phối hợp từ sớm, từ xa và cộng đồng trách nhiệm lắng nghe lẫn nhau, lắng nghe người dân, cộng đồng doanh nghiệp. Theo cách thức này, thì các dự án luật dù khó mấy, chúng ta cũng làm được và đạt được sự đồng thuận cao, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu cần tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ tăng cường các phiên họp chuyên đề xây dựng luật, bố trí thời gian phù hợp để thảo luận xem xét kỹ lưỡng, tổ chức các hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, đổi mới cách thức lấy ý kiến nhân dân, ý kiến chuyên gia, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục luật định, nhất là trong việc chuẩn bị hồ sơ đưa dự án luật, pháp lệnh vào chương trình hàng năm. Như vậy, hiện nay vẫn chưa có thông báo chính thức về người thay thế khi Chủ tịch Quốc hội từ chức. Vì vậy, cần phải đợi thông báo chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội mới bao gồm mấy bước? Căn cứ vào khoản 1 điều 8 luật tổ chức Quốc hội năm 2014, thì Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội trong số các đại biểu Quốc hội theo danh sách đề cử chức vụ từng người của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Căn cứ tại khoản 3 điều 32 nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo nghị quyết số 71/2022/QH15 quy định quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội như sau. Bước 1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa trước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội. Ngoài danh sách do Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa trước đề nghị, đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào các chức danh Chủ tịch Quốc hội. Người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách người ứng cử. Bước 2. Đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội khóa trước có thể họp với các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội để trao đổi về các vấn đề có liên quan. Bước 3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa trước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội. Trình Quốc hội quyết định danh sách người ứng cử do đại biểu Quốc hội giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử nếu có. Bước 4. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội. Bước 5. Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu. Bước 6. Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Bước 7. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, kết quả biểu quyết. Bước 8. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa trước trình Quốc hội dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội. Bước 9. Quốc hội thảo luận. Bước 10. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa trước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo nghị quyết. Bước 11. Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Bước 12. Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ. Vâng, thưa quý vị, như vậy hiện nay tứ trụ chỉ còn lại 2 vị trí và đang thiếu đến 2 vị trí cho chiếc ghế này. Theo quý vị, liệu ai sẽ đủ tài đủ đức để thay ông Thưởng và ông Huệ ngồi vào 2 chiếc ghế nóng này? Quý vị hãy để lại cái tên mà mình cho là xứng đáng cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.